sẽ có một trò này. Mà trò này thì chắc chắn mọi người sẽ quen thôi. Mọi người có dám chơi cái trò này không? Trò gì? Cờ bạc, lô đề, tôm cua, ốc ếch. Thằng này trước phụ xe đường dài chơi tất. Thế nên là có cái trò gì cứ vậy đây. Chơi trò gì? Xong luôn. Tóm lại là cái trò chơi này là ai cũng biết cả. Nó là cái vòng quay như kiểu cái vòng quay kỳ diệu ấy. Nó có những cái ô chia ra là ô tham nhũng và ô trong sạch. Đấy, mọi việc diễn ra một cách công bằng, khách quan. Anh ơi, em bảo thật nhá. Anh ạ, tham nhũng ấy, mà muốn biết ai tham nhũng ấy thì phải có chứng cứ. Người ta gọi là dí tận tay, dây tận trán. Đằng này tin vào mấy cái vòng quay rồi bảo đây là ô trong sạch, ô tham nhũng, này tìm ra bọn tôi tham nhũng, ai tin, làm gì có cái chuyện đấy. Nếu như các vị trong sạch thì tại sao các vị không dám? Đúng không? Cây ngay không sợ chết đứng. Sai. Cây ngay mà vẫn chết đứng như thường. Cả phố kia kìa. Cây ngay, thẳng đứng, xanh tốt, làm phát chết luôn. Đứng lên, chuyển đi cho khác, trồng cây mới vào tưởng là sống, vẫn chết đứng. Thôi được rồi, cho hàng nóng vào. Úi trời. Cái gì đây? Đây. Thường quá. Đây, mọi người có thể xem. Đây chính là vòng quay. Và nó chạy rất là đầy đủ, chính xác. Đồ rất hiện đại. Nếu không tin, các táo có thể thử. Nam Tàu quay trước đi. Nhá, Nam Tàu quay trước, người trên đỉnh quay trước đi. Ở trên này còn có điều kiện tham nhũng, chứ bọn này ở dưới toàn nghèo bền vững, tham nhũng vào đâu. Đúng rồi. Này anh ơi, là người ta bảo tham nhũng là phải từ ngọn này xuống. Chính đúng không? Phải... Ở trên này là ngọn thì các anh làm trước đi. Đấy, họ bảo là muốn chống tham nhũng là phải chống từ ngọn này xuống. Này, cái cây nó muốn xanh tốt thì nó phải từ cái gốc. Đúng. Bây giờ chị nó phải trị từ gốc. Ai chỉ từ ngọn? Nhưng mà tôi vẫn giữ vững quan điểm là cứ phải làm từ ngọn rồi xuống. Nó kiểu như là mình cởi quần ấy, cứ tụt từ trên tụt xuống ấy. Anh tóm lại thế này không lằng nhằng nữa. Thôi bây giờ thế chơi đúng bài, gài đúng kiểu nhá. Chính xác. Ai đồng ý biểu quyết cán bộ đầu quay trước xin giơ tay. Vâng, chị. Giơ tay lên. Như vậy là mọi người đã đồng thuận nhất trí cao. Bắt đầu sẽ là người quay đầu tiên. Xin mời. Ghét người ta cứ nói luôn đi, nói luôn đi. Để cho người ta quay lại còn bày đặt cái trò đường biểu quyết. Thế hay mà không chịu quay. Chị Đào ơi, cái con củ cò quay này em chỉnh xong rồi đấy. Chị quay đi. Việc của mày đấy à? Chị cứ quay đi. Mình có tham nhũng đâu mà sợ. Mình ở trong sạch mới nhỉ. Mày nhìn thấy tao trong sạch bao giờ? Con khỉ đầu chó này. Hả? Tại sao chuyện của người lớn mày, tại sao mày cứ tham gia vào thế hả? Ai phắn chứ? Mày có phắn không? Cái máy này nó chạy có chuẩn không ấy? Bắt đầu yên tâm. Rất chuẩn. Chuẩn mới không yên tâm. Có thể. Quay đi. 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 Tham nhũng. 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 Quan của thiên đình mà thế này bao giờ không? Không, không thể ra như... khởi bẩm Ngọc Hoàng là chúng ta nhất. Không thể như thế này được. Ông biết thừa rồi. Tôi từ xưa tới nay tôi làm việc rất đúng theo quy định, xử lý việc gì cũng rất là chuẩn mực. Tôi không bao giờ là tôi... Nghĩ kỹ lại đi, có nhận quà của ai bao giờ không? Thì vài cái thỏi son với mấy cái chút mi thì chỉ gọi là tiêu cực thôi, không thể gọi là tham nhũng được. Nhưng mà nếu như tiêu cực nhỏ như thế, cái máy này nó sẽ không báo. Nghĩ kỹ đi. Hả? Tôi thề luôn nhá. Là hôm qua được một người tặng cho một cái dây lưng. Không biết nó văng đi đâu rồi nhỉ? Có rồi, trong đấy đấy. Ôi, dây lưng đây rồi. Táo kinh tế chúc mừng năm mới. Dây lưng. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cái dây lưng hình vuông. Này. Lúc đầu người chầu ông giống tay tôi đã bảo là tôi không nhận. Thế mà bắt trước bắt sau ông thọc vào đây lúc nào mà nhanh thế? Thôi. Cầm lúc nào? Thôi. Đừng có lấp liếm. Người ta nhét phong bì vào chỗ đấy mà không biết thì gọi lúc là nó thọc vào nhé. Lúc nó thọc vào tôi lại tưởng là nó không nhét phong bì. Tôi quay lại. Quay đi. Khổ quá, quay đi, còn làm cái gì thế kia? Này, xem còn cái gì dặm dặm ở trong nữa không? Yên tâm rồi. Thật thế. Nào. Tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng. Cái máy này bây giờ nó mới chuẩn thế này. Rồi, xin rồi.
Như vậy là chúng ta thấy bắt đầu đã quay vào ô trong sạch. Để các táo tin tưởng vào cái máy này chạy đúng, chạy chuẩn, tôi sẽ là người tiếp theo. Dũng cảm quá nhỉ. Không vấn đề gì. Nào, Nam Tào sẽ quay. Tham nhũng, 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 tham sạch, trong sạch. Nào, bây giờ các táo sẽ lần lượt quay. Ai là người quay đầu tiên? Tôi. Vâng, xin mời anh. Anh rất dũng cảm. Tôi xin có ý kiến. Ý kiến của tôi thế này. Phải kính lão đắc thọ. Rồi. Đúng không? Phải nhường cho người lớn tuổi. Xin mời anh xã hội. Anh nghĩ nhìn à, ai? Người ta thường nói mũi to không lo chết đói. Chú mũi to mời chú sơ trước đi. Bây giờ thế này, mời anh xã hội sang đây. Bây giờ chúng ta sẽ chơi win tu toa. Ủa đấy. Quản tu ti. Ngay là nghĩ cho người nào mà thua là người quay trước. Rồi. Đồng ý rồi, không? Được rồi. Nha, cái này là xanh chín nhá. Rồi, xin mời. Thế ba cho bọn mình chơi quản tu ti nhá. Quản tu ti nhá. Quản tu ti ra cái gì? Ra cái này. Ôi trời ơi. Do ăn ở cả thôi. Vâng, mời chị. Trong tay chị dơ ra, tôi lại nhớ đến bố tôi sáng mùng 1 toàn xem chân gà. Anh ơi, em thật ra anh. Chị sẽ là người quay đầu tiên. À, tất cả các táo để ý. Vâng. Ở đây là rất nhiều tham nhũng. Này, đừng vơ đua cả năm nữa nhá. Tôi là táo xã hội, là tôi đề nghị tham nhũng là không có lập lờ. Rồi. Chỉ rõ ra ai là người tham nhũng ở đây. Nói vơ đua cả năm đi. Quá đấy. Nam Tào nó chỉ nói thì tôi đâu chỉ thẳng vào mặt ai đâu mà. Nói đi mà nói thế là không được. Nói tôi nói chung là tôi không thích chơi, già rồi tôi không thích chơi cái trò này. Tôi về chơi với cháu ngoại. Quên ơi, đóng tất cả cái cửa vào. Nếu ai tự tiện về, cách chức luôn. Ôi giời. Nghe. Sống bây giờ nó thế. Giàu thì nó ghét, nó đói rét thì nó khinh, mà thông minh thì là nó tìm cách tiêu diệt. Tự nhiên sợ quá, tòi cả thơ. Anh có muốn về chơi với cháu nữa không? Thôi ở đây chơi với các cháu khác vui hơn. Để tôi nói thế này, cho mọi người đỡ phải băn khoăn. Ở đây có nhiều ô tham nhũng, nhưng cũng có đủ những ô trong sạch để các táo có thể quay vào. Vỗ tay cho chị giáo dục. Chị sẵn sàng chưa? Anh cho em có một câu hỏi hơi ngu một tí được không anh? Được rồi. Tỉ dụ mà tí nữa em mà quay vào ô không mong muốn, em có được quay nguyện vọng hai không anh? Đây không phải là câu hỏi ngu mà là câu hỏi cực ngu. Mà nguyện vọng hai là nguyện vọng gì? Là nguyện vọng hai giống như đợt vừa rồi thi đại học ở dưới hạ giới đây. Các cháu nó thi trượt nguyện vọng một cái là em cho chuyển sang nguyện vọng hai, nguyện vọng ba luôn anh ạ. Gọi là tưng bừng phấn khởi anh ạ. Xin lỗi chị nhá. Là. Đấy là dưới hạ giới, đấy là quy định của chị nhá. Là. Còn trên này có quy định của trên này. Là. Chị, mà trông chị có vẻ rất là run này. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp chị. Tôi sẽ hỏi chị một vài câu hỏi cho chị đỡ căng thẳng. Dạ. Chị đồng ý không? Dạ vâng ạ. Vâng. Nhà chị có mấy anh chị em ạ? Dạ báo cáo anh, nhà em có hai ạ. Ừ. Anh em tên là Giáo, còn em là Dục. Thế trong hai anh em thì ai là người thích thể thao? Ôi dạ anh ơi, thích thể thao nó có liên quan đến vòng quay không ạ anh? Tôi chỉ hỏi cho chị đỡ căng thẳng thôi mà. Ôi dồi ôi. Sao thế? Không được, hỏi tôi đỡ căng thẳng của tôi vã hết cả mồ hôi phao câu không ạ? Ôi trời ơi, chắc là mồ hôi phao câu. Này, hết sức cẩn thận. Nam Tào hay có cái kiểu lòng vòng đánh lạc hướng. Rồi. Hỏi như vậy để cho mình luẩn quà luẩn quẩn, rồi cuối cùng là lằng nhằng là quay đúng ổ tham nhũng. Rồi. Hết sức tỉnh táo với Nam Tào. Rồi. Lắm mưu lắm em. Ừ. Và câu hỏi tiếp theo của tôi dành cho chị. Dạ. Hôm nay chị đến đây tham nhũng cùng ai? Đây. Anh ơi. Đã tham nhũng ai lại tham nhũng bầy đàn hả anh? Hay. Báo cáo anh ạ. Hôm nay em đến đây là đi do it myself. Chị đi một mình. Vâng. Vâng, chị sẵn sàng chưa ạ? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Mời chị. Sao cứ vã hết cả mồ hôi này. Hỏi như. Xin mời chị. Dạ vâng ạ. Anh cứ để em.
Dứt khoát là không quay vào ô tham nhũng được. Kiểu gì cũng không thể quay vào ô tham nhũng được. Em có ý kiến. Kiến lúc nào chả được. Bây giờ thưa các anh như thế này, nếu mà chị Dục này chị không may, vâng, chị quay vào cái ô tham nhũng, thế có nghĩa là chúng ta đã tìm thấy người tham nhũng rồi. Đúng. Để báo cáo Ngọc Hoàng. Còn tất cả các táo còn lại là không phải quay nữa. Ờ đó đúng rồi, cái này hay đấy, cái này hay. Về lý thuyết thì là như thế. Vâng. Thế nhưng mà các táo còn lại nếu mà có nhu cầu quay để chứng tỏ mình trong sạch thì bọn tôi cũng welcome thôi. Không không không, bọn này không có nhu cầu. Không có nhu cầu. Câu giờ lâu quá. Vâng, mời chị. Nào, vỗ tay cho người quay đầu tiên. Bắt đầu. Quay. Tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng, tham nhũng. Im lặng đi. Bố bị đập sổ à? Quay nhiều quá. Phúc đức tài mơ. Tài đều. Đấy em ăn ở có đức đâm ra học sinh nó phù. Xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Xin người cùng tôi yêu giáng xuân. Giáng này gọi là giáng xuân đây này. Giáng xuân. Xuân đã đến bên em. Úi dồi. Giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Xin người cùng em. Ra kia. Anh ơi em trong sạch mà. Trong sạch ra kia. Thôi ra đây. Gớp nhảy trông như hai con cà cuống. Như vậy là chị giáo dục đã quay vào ô trong sạch và chúng ta vẫn phải cần tìm ra người tham nhũng. Người đó là ai? Who? Who? I am. Okay. Mày dở à? Nó đang hỏi ai là người tham nhũng lại là em. Khổ quá. Em vẫn bảo lưu ý kiến, tức là gì? Em xung phong là đề nghị đến lượt anh kinh tế lên quay. Ông ý kiến xong rồi ông lại bảo tôi lên quay. Vâng, ý kiến của em chính là ý kiến là bảo anh lên quay. Đằng nào cũng không sống nữa. Đúng không? À, nhưng trước khi không sống nữa thì các anh cho em xin bát phở. Gà đùi, hai trứng, nhiều hành trần, ít nước béo và không mì chính. Anh làm cứ như là xin một bữa ăn cuối cùng trước khi ra pháp trường ấy. Thì đây chả là trước khi ra pháp trường là gì đây. Nào các táo chú ý, ở đây chúng tôi không có phở mà cũng không có ai phải ra pháp trường cả. Chúng tôi chỉ cần tìm ra người tham nhũng thôi nhá. Mời anh. Trước khi lên đây thì nó là anh em tử tế thế. Bây giờ là có nguy cơ mà vòng lao lý một cái dở mặt ngay. Mà quá lạ, xong mắt nó phải nhòe nhoẹt thế nhỉ. Mà rõ ràng nhớ mắt mình nhìn vào ô trong sạch mà nó lại cưng đầu cứ nghĩ sang ô tham nhũng là thế nào. Ngay là anh có vẻ bị hoa mắt ạ. Vâng. Tôi sẽ giúp anh. Anh giúp ạ? Đây là chiếc bằng đèn. Úi dồi. Tôi sẽ bịt mắt anh lại để cho anh đỡ phải nhìn ô trong sạch để nghĩ sang tham nhũng. Vâng. Úi dồi. Anh thấy thế nào ạ? Đầu nó trong, trong lắm. Anh còn lo lắng nữa không? Vâng, cảm giác cũng hơi hồi hộp thôi nhưng mà không không còn lo lắng gì nữa rồi. Vâng, anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, tôi sẵn sàng rồi. Nghiêm! Đằng sau quay! Nâng xuống! Lên đạn! 3, 2, 1! Ôi trời! Anh ơi! Cho em đi thay quần. Tại sao lại thay quần? Dạ, em bính nhà quần rồi. Trong lúc chờ đợi anh táo kinh tế vào chỉnh trang y phục, chúng ta sẽ đến với táo xã hội. Mời anh lên ạ. Tôi nhiều tuổi rồi. Đột ngột này không lên. Anh có cố được không ạ? Gì chứ, cố chứ cái này không cố được. Tôi hiểu tôi. À, báo cáo anh. Xong rồi ạ, thay quần xong rồi. Báo cáo các anh là có cả hộ vệ đàng hoàng nhá. Hộ vệ là gì ạ? Dạ, tức là bỉm đấy ạ. À vâng, vâng. Mời anh. Vâng, vâng.
Ô mẹ. Quay. Mời anh. Tham nhũng, 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 tham nhũng. Cái gì đây? Chúc mừng anh đã quay vào ô phần thưởng. Thế tưởng là chỉ có hai ô, là ô trong sạch và ô tham nhũng thôi chứ lại có cả phần thưởng à? Vâng, theo quy định của chương trình, người nào quay vào ô phần thưởng, người đó sẽ được lựa chọn quà của chương trình. Mời anh. Anh chọn hộp đỏ hay hộp xanh ạ? Không quà cáp gì nhá. Bây giờ là đang trong lúc nước sôi lửa bỏng như này là quà cáp là người ta hay hiểu nhầm về cái chuyện là tham nhũng. Không nhận. Vâng, mỗi món quà có giá trị không quá 500 ngàn cho nên anh sẽ không bị quy vào tội tham nhũng. Mời anh. Được rồi. Tôi mệnh thổ, chắc chắn là tôi chọn màu đỏ rồi. Mời anh. Vâng. Quà gì đâu? Có gì đâu? Nhìn vào cái nắp kia kìa. Mời anh đọc to lên ạ. Vâng. Phần thưởng của bạn là quay thêm 2 lượt nữa. Ra đây. Ra đây phải. Sao không chọn cái này? Ôi giời ơi. Phần thưởng gì cho nó khốn nạn thế? Mắt đâu? Tham nhũng, 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 Thiên Lôi đâu? Thiên Lôi đâu? Xem lại cầu giao tổng của Thiên Đình thế nào? Bật đèn lên đi! Vâng, như vậy chúng ta đã xác định được người tham nhũng trong vòng quay này. Đó chính là Táo! Này, này! Nhìn lại đi! Chữ này là chữ gì đây? O ngờ ông, chờ ông trong, A chờ ếch, sờ ếch sách nặng sạch, trong sạch! Ông bảo ai? Ông bảo ai? Ông định gieo ai? Hả? Rõ ràng là khi anh ấy quay, là tôi nhìn vào thấy ô tham nhũng. Tôi cũng thấy thế mà. Tôi cũng thấy tham nhũng. Này, hay là anh lợi dụng lúc mất điện tắt đèn, anh quay về ô trong sạch. Này anh đừng có đổ điêu nhá. Tắt đèn mất điện là tôi ngồi ở đây, tôi làm sao tôi quay được? Nếu mà quay thì nó phải kêu là vô lý nhỉ. Này, có ai cứu giúp à? Có. Giữa năm vừa rồi mình duyệt cho bên điện lực cái biểu giá tăng giá điện. Thế bây giờ nó trả ơn mình ngay được cái quá, anh đừng có mừng vội. Đừng mừng vội. Còn một lượt nữa đấy. Ôi trời ơi. Tầm này sợ gì nha. Này, đã có người chống lưng rồi nhá. Ôi trời. Quay thì quay. Nhìn đi. Có giỏi thì vào ô tham nhũng đi. Hô to lên, tham nhũng đi. Vào đi, có giỏi thì vào đi. Nhìn đi. Úi giời, mắt lại nhòe rồi. Không biết chữ này là chữ gì nhỉ? Đầu. Tinh mắt đọc hộ chữ này chữ gì cái? Thì o ngờ ông, chờ ông trong. A chờ ách, sờ ách sách nặng sạch. Thế mới đau chứ nhỉ? Mình tham nhũng mà mình muốn quay vào ô tham nhũng lại không được. Chúc mừng anh. Vâng. Như vậy là đã hai Táo quay vào ô trong sạch. Chúng ta vẫn phải tìm ra người tham nhũng. Mời Táo tiếp theo. Vâng, để em lên quay. Xin mời. Kính thưa anh Nam Tào bắt đầu và thưa các Táo cùng với tất cả quý khán giả đang xem truyền hình. Trước khi vào với vòng quay thì em xin gửi tới một món quà quê hương được không? À, món quà quê hương ạ. Vâng. Vâng, chúng tôi sẵn sàng. Quý vị có sẵn sàng đến với món quà quê hương ạ? Vâng. Nhưng mà trong cái bản đăng ký của anh, dạ, anh cũng ghi là tài sản của anh không có gì đáng giá ngoài một căn nhà cấp 4. Anh có thể miêu tả căn nhà cấp 4 này được không ạ? À, được thôi. Nếu anh thích thì em có thể tả căn nhà cấp 4 của em bằng một giai điệu quê hương được không ạ? À, hay quá. Vâng, vâng, hai trong một đấy. Vâng. Một ngõ vắng quanh co, một căn nhà cấp 4, một mái ngói đơn sơ, bên ngoài hiên che tôn,
một cái bếp con nấu ăn cạnh nhà tắm, xà phòng thơm nước mắm đưa hương ngập nhà tôi. Ôi căn nhà một đời tôi gắn bó, yêu lao động vượt khó mới làm nên. Tôi yêu nhà dù nhà tôi cấp 4, sống trong sạch một đời không tham ô. Dù nắng cũng như mưa, buổi trưa hoặc buổi sáng, dù nắng cháy mưa giông, xuân hạ hay thu đông, dù cống hiến bao năm vẫn căn nhà cấp 4, một đời không tham nhũng. Cho nên ở vậy thôi. Xung quanh nhà họ đều xây cao ốc, nhưng tôi nghèo, nhà vẫn cứ còn. Bao nhiêu người bảo rằng nên vay vốn, 5 năm chờ là có cái chung cư. Nhà cấp 4 cho thuê, giờ tôi ở chỗ khác, 1 tháng 400 đô là có tiền để mua. Trời ơi, mày cứ bon mồm. Anh để yên để em tả lốt ngay. Không không không, mày bon mồm mày hát lộ hết mình tham nhũng à? Em bon. Trời ơi. Vâng, đúng là anh tinh thần có khác. Chỉ miêu tả căn nhà cấp 4 mà có cả một cái bài hát rất là hoành tráng. Hả? Bố cái thằng trợ lý. Sao đấy? Em xin lỗi, không cố ý. Em nhờ nó đăng ký hộ thế nào nó lại viết nhà cấp 4. Thế thực ra em không hiểu cái nhà cấp 4 nó thế nào. Vâng, xin mời anh. Vâng. Anh sẵn sàng chưa ạ? Tưởng hát nó không cho quay rồi nó vẫn quay đi. Xin mời anh. Vâng. Chị Dục ơi. Chị quay xong rồi, chị làm ơn chị quay đi chỗ khác có được không? Anh kinh tế nữa. Các anh đang quay xong rồi thì quay đi chỗ khác để em yên tâm công tác em còn quay. Ấy, anh xã hội. Anh làm ơn anh quay đi hộ em cái. Nhưng mà tôi còn phải giám sát đi. Khổ quá, anh giám sát ở chỗ khác. Chỗ này nó liên quan đến tham nhũng, không cần anh phải giám sát. Em quay đây anh Nam Tám bắt đầu ơi. Vâng, xin mời. Quay, em quay không cần nhạc, quay. Mày ra hay ra hay quay, trong sạch rồi, trong sạch rồi, trong sạch rồi. Này, không cần suy nghĩ nhiều, trong sạch rồi. Trong sạch rồi à? Quay kiểu gì đấy? Quy định của chương trình nhá. Quay là phải phát ra một loạt cái tiếng tạch 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 tạch. Bố em tên là Tạch. Thôi được không? Anh quay làm sao phải một loạt tiếng tách 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 tách. Tách chính là tên của mẹ em, đề nghị anh không dùng hai từ tách tách. Thôi được rồi. À, quy định của chương trình anh quay là tối thiểu phải hết một vòng. Này, vòng là tên vợ em đấy. Nhưng mà thôi, vợ ở bên ngoại không thèm chớp. Em vẫn quay vài vòng luôn. Vâng, xin mời. Cứ nhìn thoải mái đi. Em quay đây này. Sao rồi? Thoát rồi. Anh đã quay mà ô thêm lượt. Một lượt đã chết thằng cẳng đến đít rồi còn thêm lượt nữa. Thôi được rồi. Mời anh. Trước khi quay thêm một vòng nữa thì em xin gửi tới anh Nam Tào Bắc Đẩu các táo và đặc biệt là quý khán giả đang xem truyền hình một món quà quê hương. Lại quà nữa à? Vâng, vừa nãy là quà quê nội, còn bây giờ em gửi chính thức là quà quê ngoại. Quà gì đấy? Dạ em hát thôi. Lại hát thì ông hát đến bao giờ? Em hát đến khi nào mà các anh bảo dừng lại phát em dừng luôn. Thôi được rồi, hát bài gì? Hát bài gì hát luôn đi. Dạ em xin gửi tới ca khúc Xuân này con không về với mẹ. Con biết xuân này mẹ chờ tin con, mẹ ơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, mẹ ơi. Này, trông bánh. Sao lại hát cái bài này? Em hát cái bài này là vì đang yên đang lành thế này mà quay vào ô tham nhũng thì vào nhà đá bóc lịch ăn Tết làm sao được với mẹ anh ơi. À. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, mẹ ơi. Trông bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má hồng, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi biết tình cảm của anh với mẹ anh rồi, nhưng thôi bây giờ quay đi đã, xong rồi tình cảm có hiếu với mẹ sau nhé. Quay đi, quay đi. Mẹ ơi, bao nhiêu năm nay con sống bên mẹ nhưng chưa bao giờ con nói thật với mẹ. Hôm nay, trước giây phút lâm chung này, trước giây phút cực kỳ căng thẳng này, một đi không trở lại,
con sẽ nói với mẹ một bí mật trong đời của con. Mẹ ơi, con chim sắp chết thường cất tiếng kêu thương, con người sắp đi thường hay nói lời chân thật. Chưa bao giờ con nói thật với mẹ. Mẹ ơi, re fa re do la son la son fa do re fa re. Con bây giờ quay vào ô Tham Nhũng ý, mẹ ơi. Cành đào ý, ai cắm ý, nồi bánh ý, ai vớt chiều bãi mươi. Tèo 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 tèo. Thôi. Mời anh quay đi chọn. Anh ơi, cho em bới mấy củ khoai ở dưới nồi bánh chưng. Khoai bây giờ đã cháy thành than. Nếu như con quay vào ô Tham Nhũng ơi. Ôi mẹ ơi, mời anh quay đi cho. Anh cho em vớt nốt mấy bắp ngô cái. Ngô bây giờ sắp cháy thành than. Nếu như con quay vào phải ô Tham Nhũng ơi mẹ à ơi. Ôi, quay luôn đi. Ồ thế nhỉ. Còn mấy dòng mía cho em vớt nốt. Mía bây giờ cũng cháy thành than. Thôi. Nếu như con quay vào phải ô Tham Nhũng ơi mẹ. Ôi trời ơi, nó cháy hết rồi, ông còn bới cái gì. Ông quay luôn đi cho tôi nhờ. Vâng ạ. Quá. Sốt ruột. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy cụ Tam Thất, con lạy bác Quế Trì, con lạy thím Hồng Bì, con lạy dì Thục Địa. Này, cái gì đấy? Thuốc bổ thận đấy anh ạ. Mẹ em bị bệnh thận nên uống thuốc bổ thận từ bé. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy Đức Vua Cha, con lạy Đức Phật Bà, con lạy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, con lạy anh Nam Tào, con lạy chị Bắc Đầu. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy ngũ vị tôn ông, con lạy hội đồng năm dinh quan lớn, con lạy ông Bơ, ông Bảy, ông Mười, con lạy các giá các chầu, con lạy các cô các cậu. Xin em về đây phù hộ độ chỉ cho con lạy Đức Phật Bà linh cảm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ chỉ cho con quay một phát chúng ở ô Tham Nhũng. Cái gì đấy hả? Con xá mối, con xin lỗi. Con xá mối, con nói vội, con lốn lội, con nói lộn. Con xá mối, con lối lọn, con lón lội. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin lạy Đức Phật Bà và cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ chỉ cho con quay vào ô trong sạch. Người ra đi đầu không quay lại, quay lưng vòng quay vẫn quay đèn. Chết chưa các bác ơi? Anh xem bọn em ấy sống không? Tham Nhũng. Và đó là ô trong sạch. Ôi trời ơi, sống rồi. Ui ơn trên. Con lạy các ngài, con lạy thần linh, con lạy thổ công thổ địa phù hộ độ chỉ cho con. Mẹ ơi, đúng là mẹ tuyệt vời. Mẹ ơi, lòng mẹ bao la niềm cao bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như lan rơi. Thôi. Con được về ăn Tết với mẹ rồi. Ôi giời. Đầu tiên là tôi về chúc mừng anh kinh tế, chúc mừng anh tinh thần, chúc mừng chị giáo dục. Và chúng ta vẫn phải tìm ra người tham nhũng. Xin mời phạm nhân tiếp theo. Đấy. Rõ rồi. Còn ai vào đây nữa? Có 4 người, 3 người trong sạch chưa? Còn ai vào đây nữa mà gì phải quay? Thôi, tóm lại đây. Tôi nói cho tất cả mọi người biết nhá. Nếu tất cả mà xúm nhau vào nhá, dồn tôi đến chỗ tham nhũng nhá. Thì tôi sẽ tố cáo tất cả các người. Này. Trạng chết thì Chúa cũng băng hà nhá. Dưa gang đỏ đít thì ca cũng đỏ chôn. Thôi, anh ơi. Đây là toàn anh em nhà mình. Họ nhà táo phải yêu nhau, bác cứ nói như thế. Yêu nhau không có trách nhiệm gì cả. Đúng rồi. Mời anh lên quay. Quay thì quay. Sợ quái đi. Nào. Bật nhạc đi. Thôi đây. Tắt cái nhạc đi. Đang sợ bỏ bố nhạc như thế này ai mà quay được.
Nào, quay lại nhá. Chưa tính nhá, chưa tính. Ôi, tôi chết rồi. Chưa tính. Chính anh bảo quay lại. Chính anh bảo quay lại. Chính anh bảo quay lại. Được rồi. Thế mà lại còn bảo quay lại. Thế bây giờ có đổi nhạc không? Thôi được rồi, tôi lớn tuổi. Đàng hoàng làm gương luôn. Quay lại. Nào, đổi nhạc, nhạc khác đi. Tắt đi. Đứa nào bật bài con heo đất đấy. Thấy người ta thế này thì ví như là con heo. Để mà chổng mông xuống là nhét tiền vào à. Đổi bài khác đi. Này. Mẹ nói là trong sạch rồi mà cuối cùng tôi lại yên đi. Tôi bật cái bài trước thì nghe nó thành kính, nghe nó cân yêu hơn. Tham nhũng, 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 tham nhũng. Ôi chân tôi trên đây. Tham nhũng. Chúc mừng anh quay vào ô trong sạch. Ôi trong sạch kìa, trong sạch rồi. Trong sạch rồi. Ôi trời ơi, mình mất công diễn khủng khiếp luôn. Tí nữa thì một người vợ mất chồng, hai đứa con mất cha, mấy đứa cháu mất ông và bia hơi hải sồm mất một vị khách. Quá hay luôn, sướng quá đấy. Tôi thấy cái trò chơi này được, trò chơi này quá hay. Đúng là vòng quay kỳ diệu, đúng là tham nhũng kỳ diệu. Tham nhũng kỳ diệu, tham nhũng kỳ diệu, tham nhũng kỳ diệu. Quay đi anh em, sẽ không sao đâu mà. Ô tham nhũng tuy nhiều, nhưng không sợ gì đâu. Quá vui anh em ơi, trò chơi mới đây rồi. Cùng quay với táo nào, đừng trong sạch đến bất ngờ. Nào mình cùng quay với táo ơi, quay tới quay lui đi nào. Dù có quay nhanh hay chậm, vẫn không vào ô tham nhũng. Nào mình cùng quay đi táo ơi, ta hãy quay nhanh tay vào. Dù có quay nhanh thế nào, vẫn luôn trong sạch mà. Mình quay cái gì thế? Cái công nhận này hôm nay có một ngày trong sạch. Mình kỷ niệm cái ngày này. Mình làm một kiểu ảnh tập thể chứ nhá. Selfie đi. Rồi rồi, làm kiểu. Tất cả chơi này là 2 3 sexy. Wow. Anh post ngay lập tức lên để cho toàn xã hội người ta biết rằng anh em mình trong sạch. Thôi không phải vào đây. Có một sự trong sạch không hề nhẹ. Xuống đây anh ở lần đầu tiên lên thiên đình. Dạ. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn lễ, để ta quay nhá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng không nghịch được cái này đâu. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng không quay được cái này đâu ạ. Sao lại không quay được? Cả thiên đình còn mỗi Ngọc Hoàng. Thế thì bây giờ để Ngọc Hoàng quay, nếu mà quay vào ô trong sạch, có phải là chứng minh là thiên đình mình là 100% trong sạch toàn diện không? Anh không nói như thế được. Ngọc Hoàng mà có chơi cái trò gì thì nó cũng phải mang tầm cỡ vĩ mô, bởi vì Ngọc Hoàng là đấng tối cao. Đâu, ta không phải là đấng tối cao, trên ta còn có người dân nữa. Tham nhũng có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, với bất cứ ai. Cứ để cho ta quay. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, không được đâu ạ. Cái trò này tỷ lệ rủi ro nó cũng cao lắm ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng là... Thôi thôi, cho ta hỏi này. Thế vừa rồi các táo chơi cái trò chơi tham nhũng này, có thấy vui không? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng,
Vui thì có vui, nhưng hại não lắm. Bẩm Ngọc Hoàng ạ, chúng thần quay rất nhiệt tình, nhưng mà không tìm ra được dấu hiệu tham nhũng ạ. Không tìm thấy hả? Vâng. Nhưng các ngươi cứ thử tiếp xúc với người dân ở dưới hạ giới, thì họ sẽ nói cho các ngươi biết họ đi xin học cho con cái như thế nào, cấp phép xây dựng ra sao, và xin việc bằng cái gì. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, cán bộ của thần không nhận phong bì, nhưng do người dân ấy cứ dúi vào tay cơ. Do người dân cứ dúi hả? Vâng. Nhưng vì các ngươi cứ gây khó khăn cho nên họ phải dúi thì mới giải quyết được nhanh công việc, có đúng vậy không? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà các cán bộ của thần đã nộp lại phong bì rồi ạ. Dạ vâng ạ, bên ngành của thần có bao nhiêu phong bì cũng nộp lại hết ạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, theo báo cáo thì các cán bộ của các táo đây nộp lại tổng số tiền tham nhũng tương ứng với 14 gói mứt Tết và 3 lọ hoa. Thế cũng là con số đáng khích lệ rồi còn gì. Đúng. Người nói thế mà cũng được à? Dẹp ngay cái trò chơi này đi. Dẹp đi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ, thật ra thì tham nhũng nó chỉ xảy ra lẻ tẻ ở một vài nơi thôi. Nó như kiểu con sâu làm dầu nồi canh thôi ạ. Nhưng bây giờ nồi canh thì rất nhiều sâu mà không thấy rau đâu cả. Các ngươi là táo mà lại đi ra đây chơi cái trò chơi tham nhũng này. Nếu ta không ra đây thì các ngươi định diễn trò đến bao giờ nữa? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, quả thật là trong những năm vừa qua ở dưới hạ giới, dạ, tình hình tham nhũng đã trở thành một nỗi bức xúc của toàn xã hội. Ngay như ở trong ngành của thần, thần cũng nói với anh em là phải 100% cũng được tham nhũng. Thế nhưng mà sức con người có hạn, dạ, đâu phải một sớm một chiều là làm được ngay. Xin Ngọc Hoàng để năm sau thần làm có được không ạ? Sau với trước cái gì? Việc chống tham nhũng là phải làm ngay hôm nay, ngay bây giờ. Nếu không đẩy lùi được tham nhũng thì còn ai? Ai tin vào cái thiên đình này nữa? Môn Tông Ngọc Hoàng, thần là Thiên Lôi, có nhiệm vụ gác cửa thiên đình ạ. Này Thiên Lôi, đang gác cửa, vào đây làm gì? Thần xin được có ý kiến ạ. Người cứ nói đi. Môn Tông Ngọc Hoàng, các quan ở hạ giới mỗi khi muốn lên thiên đình để gặp Ngọc Hoàng thì đều phải đi qua cửa cổ thần. Mà mỗi lần như vậy họ đều rú cho thần những cái phong bì. Những lần đầu thần nhận cứ nghĩ rằng đó là những món quà của tình cảm, nhưng lâu dần thành quen, đến khi không có thì thần lại cảm thấy khó chịu. Và những lần sau, dạ, khi không có phong bì thì thần lại gây khó dễ để vòi vĩnh. Rồi thần đã trở thành kẻ tham nhũng lúc nào không hay. Môn Tông Ngọc Hoàng, nay thần rất xấu hổ và vô cùng biết lỗi, và tự nhận thấy mình không còn xứng đáng với vị trí công tác này nữa. Môn Tông Ngọc Hoàng, thần xin được từ chức. Ôi giời. Này Thiên Lôi, người định từ chức thật hả? Em không còn xứng đáng với vị trí này nữa anh ạ. Thần có lỗi với Ngọc Hoàng, có lỗi với tất cả mọi người. Này, thế nhưng mà bây giờ từ chức thì lấy ai đứng canh cổng thiên đình? Bắt đầu à? Người tốt ở trên thiên đình còn nhiều, tìm người thay Thế Lôi không khó đâu ạ. Dạ xin Ngọc Hoàng, cho thần xin được từ chức. Đấy, các táo đã nghe thấy chưa? Thiên Lôi chỉ giữ một chức nhỏ trong thiên đình, nhưng dám nhận lỗi và xin từ chức. Ta tôn trọng ngươi, nhưng việc xin từ chức của ngươi nó đột ngột với ta. Thiên đình sẽ họp sau. Bây giờ ta cho ngươi lui. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Cái thằng quê ở đâu mà liều thế chứ? Tí tuổi danh mà vào giữa đây mà từ chức, chưa bao giờ xảy ra ở trên đỉnh. Đúng là trẻ trâu liều thật thì.
Tôi đã thấy hoa vàng từ trước trên cỏ xanh. Thằng này có vấn đề. Vấn đề gì? Hành động của Thiên Lôi vừa rồi làm cho tất cả chúng ta phải suy nghĩ đấy. Đó là hành xử của một người tử tế như ta và muôn dân mong đợi. Hãy từ chức khi thấy mình không còn xứng đáng. Kìa cất táo. Cất táo, ai thấy mình không xứng đáng không? Dạ bẩm chúng thần vẫn đang cố gắng để xứng đáng. Dạ đúng thế ạ, à. Chúng thần đang cố gắng đấy ạ. À. Dạ. Chúng thần hết sức cố gắng đấy ạ. À. Dạ, thì nếu cố gắng rồi mà vẫn không xứng đáng thì sao? Các táo ạ, à, tham nhũng đang là một vấn đề nghiêm trọng của đất nước, làm giảm đi sự phát triển của xã hội, làm xói mòn niềm tin của người dân đối với đội ngũ quan chức. Ta mong ta cùng các táo hãy đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng. Dạ, Ngọc Hoàng anh minh. Năm mới sắp đến sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức đối với thiên đình ta. Ta mong các táo hãy cố gắng thật nhiều hơn nữa để xứng đáng với trọng trách của mình. Một cán bộ của thiên đình không chỉ cần có tài năng, chuyên môn mà cần phải có phẩm chất đạo đức tốt. Làm sao để cho người dân tin, dân yêu, dân ủng hộ thì chúng ta mới có được những thành quả tốt đẹp. Các táo có đồng lòng với ta không? Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.